Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành tặng quà động viên các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí cho các tổ phòng chống dịch COVID-19 thôn bản khu phố đợt 2 phong trào thi đua ở Thạch Thành hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích học trào. Những kiến thức cơ bản bạn cần biết và hiểu đầy đủ về đại dịch Covid-19. Trường tiểu học thị trấn Kim Tân đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong ngày tự trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm động viên tinh thần vật chất, giúp đỡ các cán bộ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Vào chiều ngày 21 tháng 8, đoàn công tác của huyện do đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội phụ nữ huyện đã trực tiếp đến trao quà cho cán bộ nhân viên các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thị trấn Vân Du và xã Thành Công. Tại hai chốt trên, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã ân cần thăm hỏi, các cán bộ, nhân viên và biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19. Với tinh thần làm việc liên tục bất kể nắng mưa, đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, tin tưởng các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thành Công và thị trấn Vân Du nghiên cứu để hỗ trợ thêm cho lực lượng cán bộ, nhân viên các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng trên địa bàn để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã trao 10 triệu đồng cho chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại thị trấn Vân Du và trao 5 triệu đồng cho chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 huyện tại xã Thành Công. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 21 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 3209 về việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ phòng chống dịch COVID-19 thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh đợt 2. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền vận động nhân dân, hỗ trợ thêm tiền điện thoại, xăng xe cho thành viên tổ giám sát, bồi dưỡng thêm cho thành viên tổ giám sát làm đêm, làm ngoài giờ. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 8,7 tỷ đồng cho 4.393 tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ, thông báo, bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện của các địa phương đơn vị đảm bảo theo quy trình hiện hành của pháp luật. Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về các quyết định của mình có liên quan. Để tiếp nối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phong trào thi đua ở Thạch Thành hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích Ngọc Trạo. Quý vị và các bạn thân mến, Thạch Thành là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong các cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhân dân hai dân tộc Kinh Mường đang sinh sống trên địa bàn Thạch Thành có chung một cội nguồn và một nền văn hóa lịch sử lâu đời, với truyền thống cân cù, đoàn kết, thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chiến khu du kích ngọc trạo với đội du kích thoát ly đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra đời là kết quả tất yếu của quá trình vận động cách mạng nhằm quán triệt chủ trương của Đảng, tiến tới chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Đây cũng là một trong những đội du kích thoát ly sớm nhất sau khi triển khai nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 vào tháng 5 năm 1941. Những chiến tích hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ du kích chiến khu Ngọc Trạo đã tô thắm, truyền thống cách mạng là niềm tự hào, là sức mạnh, nguồn cổ vũ to lớn đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung của huyện Thạch Thành nói riêng. Trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống cách mạng của chiến khu du kích nào trạo, đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã năng động sáng tạo, vận dụng các nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng thực tế cho thấy kinh tế xã hội của huyện phát triển bền vững quốc phòng an ninh được giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và phát triển đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước mang lại những hiệu quả thiết thực đã và đang tạo ra những tiền đề vững chắc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn xây dựng nông thôn mới Đi đôi với đó, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã và đang triển khai thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 nghị quyết. Trong đó, huyện triển khai thực hiện 3 khâu đột phá gồm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn mới. Bốn chương trình trọng tâm là phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Quách Thị Tươi, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thạch Thành cho biết, những tháng đầu năm 2021, huyện ủy, ủy ban dân huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25, Nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích Ngọc Trào. Với những nội dung như đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, tăng trưởng và sức cạnh tranh, trong đó phát triển một số ngành lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của địa phương được quan tâm chủ trọng, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phát huy vai trò tiền phòng gương mẫu của cán bộ đảng viên, huyện tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, đổi mới hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cụ thể đến từng đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, huyện Thạch Thành còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chiến khu du kích Ngọc Trào, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Thạch Thành, giải bóng chuyển Ngọc Trào năm 2021. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Trong 7 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.588 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 18,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,8%. Doanh thu vận tải tăng 13,3%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 1.295 tỷ đồng. Đi đôi với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa thông tin về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được huyện Thạch Thành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đạo tàu nghề giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đã giải quyết việc làm mới cho 1.225 lao động. Với những kết quả đã đạt được và thông qua các phong trào thi đua, còn nhằm khích lệ, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử và quá trình vận động thành lập, hoạt động của chiến khu du kích Ngọc Trạo, tôn vinh ý chí anh dũng cuột cường của các chiến sĩ du kích Ngọc Trạo, truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc huyện Thạch Thành nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng thời, có phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ động viên tuổi trẻ Thạch Thành phát huy truyền thống 80 năm ngày thành lập chuyến khu du kích Ngọc Trạo trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành mãi mãi tự hào về chuyến khu du kích Ngọc Trạo, nguyện phát huy truyền thống, tập trung sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của nhân dân, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 1. Tham khảo thông tin về tình hình dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo địa chỉ www.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của các chuyến công tác. 2. Người lao động có bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi cần cân nhắc khi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 3. Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm từ người làm công tác y tế, cơ quan y tế địa phương. 4 chuẩn bị dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn và các vật dụng cần thiết tạo điều kiện cho việc rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân khi đi công tác. 5. Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác. 6. Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi, tránh xa ít nhất 2 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi. 7. Sau khi đi công tác về, Người lao động tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ 2 lần một ngày. 8. Trong và sau khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, người lao động cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Thông báo cho người quản lý hoặc người làm công tác y tế tại nơi làm việc để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly khử khuẩn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập không tụ tập đông người khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https 2 2 www bluezone gov vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19 Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021, hơn 120 học sinh khối lớp 1 trường tiểu học thị trấn Kim Tân đều nô nức phấn khởi tự trường. Bắt đầu năm học mới 2021-2022. Cùng với hoạt động đón học sinh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Ngay tại cổng trường, khi phụ huynh đưa con em đến trường, để giảm tải việc tập trung đông người Ban giám hiệu nhà trường đã phân công cán bộ giáo viên đón học sinh và thực hiện các bước để phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang. Cùng với đó, các biện pháp như bố trí lệch giờ vào học, giờ ra chơi và giờ nghỉ cũng được nhà trường thực hiện nhằm phòng tránh dịch cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước mắt nhằm đảm bảo an toàn trường tiểu học thị trấn Kim Tân tạm thời không tổ chức ăn bán chú. Khác với các năm học trước, trong năm học này, ngay sau khi các em học sinh vào nhận lớp, các giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn các em một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. Em Bùi Hải Yến, học sinh lớp 1A, trường tiểu học thị trấn Kim Tân, chia sẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên con tới trường. Con rất vui và phấn khởi. Con được các thầy cô đo thân nhiệt và hướng dẫn đeo khẩu trang và sát khoản. Được biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe khi đón học sinh trở lại trường học, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh trường lớp và phối hợp với ngành y tế địa phương, tiến hành phun khử khuẩn bàn ghế, phòng học và môi trường xung quanh. Cô giáo Lương Thị Thúy, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Kim Tân cho biết thêm để chuẩn bị cho năm học 2021-2022 với nhà trường tiểu học thị trấn Kim Tân tham mưu cho lãnh đạo thị trấn Kim Tân về việc giả soát lại cơ sở vật chất, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo đón học sinh bước vào năm học mới. Bên cạnh đấy thì nhà trường cũng phối hợp với trạm y tế để chúng tôi xin thuốc, cỏ lo để sát khuẩn các hệ thống phòng học, đảm bảo tổng vệ sinh sạch sẽ trong ngoài khu vực khuôn viên nhà trường. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi có 121 em đã tiệu trường đông đủ và các thầy cô cũng đã hướng dẫn các em trong cái việc phòng chống dịch. Nhà trường đã nhắn tin cho phụ huynh trước ngày tiểu trường cho học sinh lớp 1 qua hệ thống Edu về cái việc mà chuẩn bị cho các con khử khuẩn và đeo khẩu trang rồi chuẩn bị nước uống riêng của mình khi mà tựu trường. Trước đó, nhà trường cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả chương trình mới từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến tập huấn giáo viên, hướng dẫn học sinh mua sách giáo khoa mới, ưu tiên cơ sở vật chất cho khối 1, 2, triển khai chương trình khai sách giáo khoa mới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website tv vn Thưa quý vị, Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trào. Trong chuyên mục Lửa chiến khu rực cháy, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tư liệu lịch sử về quá trình ra đời và hoạt động của đội du kích Ngọc Trào. Thưa quý vị, 3 ngày sau, vào buổi sáng ngày 10 tháng 10 năm 1941, địch điều động hơn 100 lính dưới sự điều khiển của bốn tên mật thám Pháp bắt đầu cuộc truy nã tự vệ. Một bộ phận tự vệ lạc đường đi tới hang thiên trù cầm thủy đã bị rơi vào lưới kẻ thù. Bọn địch tiếp tục truy kích các lực lượng tự vệ khác và đến ngày 16 tháng 10 năm 1941, chính khu ngọc trạo bị phong tỏa. Vào thời điểm này, vùng ngọc trạo bị mưa lụt liên tiếp lán trại ở ma màu rột rớt đội du kích phải tản vào đóng tại bốn nhà sàn lớn ở xóm đình ngọc trạo theo phiên chế các đơn vị như trước đội vẫn giữ vững luyện tập sinh hoạt hàng ngày song một khó khăn lớn đặt ra lúc này là nguồn lương thực tại chỗ đã cạn các đường tiếp tế bị ngăn chặn những ngày đó nhân dân ngọc trạo lại đang gặp nạn sắp hạt trầm trọng vì thế mà đội du kích có ngày phải ăn rau quả thay cơm. Nhưng cũng chính lúc này, tình thương yêu của nhân dân Ngọc Trạo đối với du kích càng thể hiện tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bà Đỗ Thị Mìn đã đi rừng đào củ mài, hái trái cây, gửi đến các chiến sĩ. Bà Quách Thị Cử đã ủng hộ đội du kích cả vườn ngô vụ thu. Trước tình hình ấy, ban lãnh đạo cử một số cán bộ và du kích về các cơ sở tổ chức quân chúng đấu tranh chống phong tỏa. Đồng thời, cử một bộ phận mở rộng cơ sở lên vùng cầm thủy, nhằm tạo ra địa bàn mới cho du kích hoạt động. Mọi công việc đang được gấp rút chuẩn bị thì trấn khu Ngọc Trạo bị địch tiến công, cuộc chiến đấu tự vệ đã diễn ra. Chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Căn cứ nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Căn cứ quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thực hiện văn bản số 6.199 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất. Nội dung cụ thể của chính sách tín dụng như sau. 1. Cho vay trả lương ngừng việc. Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. 2. Cho vay trả lương phục hồi sản xuất. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. 3 Điều kiện vay vốn. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc, có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, để phục hồi sản xuất kinh doanh. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn. 4. Thời gian cho vay, lãi suất cho vay. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng, lãi suất 0% trên năm lãi suất nợ quá hạn 12% trên năm. Quý vị và các bạn thân mến, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thạch Thành, trân trọng thông báo. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại chủ lực trong thực hiện chính sách tiền tệ, đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn, sớm ổn định hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành thông báo giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn, cụ thể như sau. Đối với khoản vay còn dư nợ tại thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2021, giảm 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với tất cả các hành khách vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành. Đối với khoản vay phát sinh sau ngày 15 tháng 7 năm 2021, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Giảm 5% so với mặt bằng lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn. Giảm 10% so với mặt bằng lãi suất đối với các khoản vay chung dài hạn. Chương trình giảm lãi suất cho vay kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ như cơ cấu lại nợ gốc và lãi, miễn phí chuyển tiền trong nước và tham gia ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo lời kêu gọi của các cấp, các ngành. Như vậy, với việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay để thực hiện vai trò tiên phong, quyết liệt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thực hiện mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Cùng với việc giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành đang thực hiện mức cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay vốn thông qua tổ vay vốn theo thông tư liên ngành số 0102 tối đa đến 200 triệu đồng trên một khách hàng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành. Địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân. Số điện thoại 023 73 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Số điện thoại 023 73 847 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành trân trọng được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.